Ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Thủy, YouTuber Bích Thủy TV, 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hội đồng xét xử, căn cứ các tài liệu chứng cứ đủ căn cứ kết luận vào giữa năm 2017, bị cáo đưa ra thông tin gian dối về việc bệnh viện quận Gò Vấp có chủ trương đấu thầu bãi giữ xe máy. Bị cáo khoe bản thân là phóng viên HTV, có mối quan hệ thân thiết với ông Phạm Hữu Quốc, giám đốc bệnh viện nên có thể giúp trúng thầu bãi giữ xe. Bằng những thông tin gian dối trên, bị cáo đã chiếm đoạt của anh Nguyễn Hà Thu 300 triệu đồng và anh Nguyễn Văn Tiến số tiền 300 triệu đồng. Ngoài tuyên mức án 8 năm tù, hội đồng xét xử tuyên tịch thu 300 triệu đồng từ bị cáo Thủy, sum vào công quỹ nhà nước do nguồn gốc số tiền được sử dụng nhằm mục đích can thiệp việc trái pháp luật. Đồng thời, hội đồng xét xử đề nghị công an huyện Bình Chánh tiếp tục làm rõ hành vi của những người đưa và nhận số tiền trên.